Cái thân này nó gọi là cây tắc kè đá hay là cốt tỏi bổ, da nó giống da con tắc kè. Người ta người địa phương thường lấy cái thân của cái cây này, người ta sẽ đắp vào những cái chỗ mà vết thương mà bị gãy ấy, gãy xương ấy, để cho nhanh liền xương, người ta cốt tỏi bổ. À, đây là cây riềng rừng. À, người địa phương, người Sphiêng ở đây thường lấy cái quả này để giã muối ớt ăn rất là ngon. Yeah. Yeah. So this is with the chili and this will be very delicious to eat. They eat it with the chili. Cây này thuộc chi An Điền ạ. Người địa phương là người dân tộc Sphiêng, người ta gọi là cây Ha Lo Ong. Cây gì ạ? Ha Lo Ong, Ha là lá, Lo Ong là tên của cây đấy. Dạ. So you know the Hello. Cái này Hello. Thì người ta sử dụng để làm men lá rượu cần. Dạ. Giới thiệu với các bạn đây là cây mật nhân hay là cây bách bệnh, bách bá bệnh là một. Dạ. So the name of this thing is very special. It means that it can cure. Vị thuốc thì người ta sử dụng làm cái vị thuốc mà cường dương, tăng cường sinh lực của người đàn ông. Cái tiêu rừng. Tiêu rừng. Bắp khén. Tiêu rừng hạt ăn được anh? But you have to... Oh, it's a forest pepper. Ờ, lá lúc bé thì nó hình tim. Lớn lên một xíu nó sẽ xẻ thùy ba thùy. Cách nhận biết nó. So this hạt của nó ngâm vào nước lở ra uống rất là tốt. Mát. So when you use it this to mix with water, you can drink that kind of drink and it's nó là cây cây ưa sáng mọc nhanh nên thân gỗ của nó rất là mềm. It's the kind that's very favorite. Go down to the stream. Go down. Lý hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.